Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì em có một chiếc xe 7 chỗ, một cầu, máy dầu để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Chiếc xe mà cập nhật cho anh chị và các bạn là chiếc Ford Everest phiên bản một cầu số tự động máy dầu sản xuất năm 2015. Xe đang có mặt tại cửa hàng Auto Tuấn Huyền, số 22 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn có nhu cầu trải nghiệm hãy qua trực tiếp cửa hàng. Cửa hàng bán xe thì có cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Đấy, những điểm tổng chi tiết của chiếc xe thì em sẽ quay đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc. Khi anh chị và các bạn xem mà xem có vấn đề gì, anh chị và bạn có thể là kết bạn Zalo hoặc là chụp liên hệ em để em có thể là chụp và gửi anh chị và các bạn có thể tham khảo rõ về chất lượng của chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn nhé. Tổng thể của chiếc xe này thì nó cũng khá là ổn. Mâm nốp của chiếc xe thì vẫn còn giữ được độ đẹp, một dàn nốp vẫn còn dày dặn. Bậc lên xuống thì trang bị là bậc cứng, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Sơn si của chiếc xe thì nó vẫn còn giữ được độ đẹp. Còn đây là những cái phần chi tiết móp máp ở phần cửa xe thì cuối năm rồi, không thể nào dọn dẹp được trong cái thời điểm này nên em vẫn giữ nguyên hiện trạng. Khi anh chị và các bạn xem mà có vấn đề cần làm cho đẹp hơn thì em có thể là cho đi dọn dẹp cho anh chị và các bạn. Với chất lượng của chiếc xe nó sẽ trở lại cái hiện trạng rất là đẹp cho anh chị và các bạn, như gần như là hiện trạng ban đầu. Đấy, tổng thể xước xác của chiếc xe bên ngoài thì nó không thể tránh được, thì em cũng quay rõ luôn để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Đuôi xe thì với những phần lốp treo này, hệ thống cam lùi được trang bị đầy đủ cho các bác. Những cái xước ở phần cản trước cản sau của chiếc xe thì nó vẫn có đầy đủ. Những cái phần móp này do quá trình lùi thôi. Đấy, tổng thể của nó thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Về chất lượng là không bị đâm va, không ngập nước. Đấy, tổng thể bên trong cái không gian chứa đồ, khi chị bạn dựng đủ 3 hàng ghế lên thì nó sẽ có một cái không gian khá là nhỏ hẹp. Mình không sử dụng đến hàng ghế thứ 3, mình có thể gập xuống để tạo không gian chứa đồ. Đây là những cái phần như là hệ thống chi tiết về bóng đèn hậu này. Đấy, tổng thể của chiếc xe thì nó cũng khá là ổn thôi. Một chiếc xe trong cái tầm tiền nó chỉ khoảng 465 triệu thì đây là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý để anh chị và các bạn lựa chọn. Với phần cánh cửa hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì các bác có thể tham khảo này. Từ những phần keo chỉ hay là những phần thông số kính của chiếc xe thì nó vẫn rất là rõ ràng. Đấy, tất cả là liền đời. Đây là những cái chi tiết để điểm ra là mình biết được cái phần cánh cửa nó còn zin hay không. Tổng thể chi tiết của chiếc xe đây anh chị có thể tham quan từ những phần con ốc bản lề này, rồi đến những phần cột kèo, hệ thống ghế ngồi, những điểm từ những cái phần má ghế đến những cái chi tiết lòng ghế của chiếc xe. Cửa gió điều hòa thì nó sẽ nằm ở trên nóc trần, có nút điều chỉnh gió đầy đủ, một không gian rất là thoáng đãng. Số tự động máy dầu một cầu. Đây là những cái phần hệ thống cánh cửa, kính lái của chiếc xe, thông số kính hay là những phần keo chỉ đinh tán, hệ thống táp ly, phím bấm chức năng của chiếc xe, hay bên trong đây là những phần con ốc bản lề. Đấy, độ đẹp của chiếc xe thì anh chị có thể tham khảo. Ghế ngồi với hệ thống ghế da màu xám. Đấy. Có trang bị cho anh chị và các bạn như là bệ tì tay này, hệ thống cần số dọc này, màn hình đã được nâng cấp lên màn hình Android, đa chức năng giải trí hơn. Ở những cái đời 2014 này thì Ford Everest thì nó cũng không có quá nhiều cái tiện ích hay là option gì cả. Nên cái độ an toàn của chiếc xe thì nó được đảm bảo về khung gầm, chassis hay là những các tính năng hỗ trợ người. Đấy, tổng quan về không gian khoang lái thì em cũng quay sơ qua cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Máy móc của chiếc xe thì em sẽ đi vào chi tiết cận cảnh cho chị bạn có thể tham khảo thêm. Khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là máy 2.5 máy dầu, nên cho anh chị và các bạn cái khả năng trải nghiệm vận hành của chiếc xe nó cũng khá là tuyệt vời. Đây là những cái khu vực máy phát của chiếc xe sử dụng điện này, rồi là những cái phát điện này, rồi là những cái chi tiết như là hệ thống ốc áp của chiếc xe thì em cố gắng quay rõ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Khi anh chị và các bạn xem mà cần hỗ trợ chi tiết cận cảnh những phần nào thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ đưa chi tiết cụ thể rõ hơn cho các bác có thể tham khảo đầy đủ hơn về chiếc máy của chiếc xe này. Vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tổng thể cho anh chị và các bạn về chiếc xe Ford Everest phiên bản
máy một cầu, số tự động, sản xuất năm 2015, 465 triệu, giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.